Thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn làm cái phần thứ 5, đó là phần kiểm thử và sửa lỗi. Thì trong cái phần kiểm thử này, chủ yếu là các bạn quan tâm cho cô mấy cái này, cô gọi nó là các test case. Các test case. Ok chưa ạ? Đấy, thì ở mỗi cái này được gọi là các cái chức năng. Các chức năng nhá. Ví dụ như là các bạn là chức năng đăng nhập thì các bạn ghi là login, chức năng đăng nhập. Ok không ạ? Rồi chức năng ví dụ như là chức năng đăng ký, à mình cũng có đăng ký, đổi mật khẩu. Rồi chức năng là màn hình là ví dụ như là thêm, sửa, xóa, phân loại, thêm, sửa, xóa phiếu mượn, đúng không ạ? Thì ở đây các bạn thấy là có mô tả tình huống, hay ta gọi là các cái trường hợp, mình gọi là các case, các trường hợp. Thì ví dụ với cái chức năng đăng nhập, để biết các bạn phải kiểm thử cái gì thì các bạn liệt kê chức năng đăng nhập ra. Cô sẽ làm mẫu cho các bạn các cái trường hợp nhé. Đây, đăng nhập để trống tên và mật khẩu, dữ liệu mẫu, dữ liệu là cái này không có, không có, đúng không ạ? Thì kết quả mong đợi, kết quả mong đợi có nghĩa là kết quả mà nếu như trường hợp đúng nó sẽ hiển thị ra. Đấy, hiển thị ra là các bạn phải làm gì ạ? À, không phải yêu cầu, mình sẽ là yêu cầu nhập username và password, đúng không? Tên và mật khẩu, yêu cầu nhập. Nó sẽ toát ra một thông báo, đúng không? Đấy. Thông báo yêu cầu nhập tên và mật khẩu, đúng không ạ? Đấy, trường hợp mà chức năng này chạy rồi, ok rồi, good thì các bạn ghi là ok. Nếu mà chạy chưa được thì các bạn ghi là not ok. Còn được bao nhiêu phần trăm thì ghi vào. Rồi, ví dụ như đăng nhập sai tên. Sai tên, đúng không ạ? Tức là username, thì các bạn dữ liệu mẫu đưa vào một cái tên nào đó, đúng không ạ? Đấy, tên nào đó. Còn mật khẩu bất kỳ, đúng không ạ? Đấy, ví dụ các bạn để là username, tên là Tèo. Còn mật khẩu là gì đó, một admin hoặc 123 gì đó. Thì các bạn báo là thông báo là sai tên đăng nhập hoặc là tên đăng nhập không tồn tại. Thông báo đó, sai tên đăng nhập. Được chưa? Hoặc nếu bạn nào thích ghi là bài của bạn làm là tên đăng nhập không tồn tại. Như vậy. Ok. Đấy. Rồi trường hợp thứ hai là sai mật khẩu. Sai mật khẩu. Như tên. Các bạn nhập là admin. Mật khẩu là 123. Thì các bạn cũng thông báo là sai mật khẩu. Ok. Đấy. Rồi. Đăng nhập đúng với quyền thủ thư. Ok. Đó. Ví dụ như quyền admin, đúng không? Ở đây là username, tên của nó là tên admin, mật khẩu là admin. Thông báo login thành công. Ok. Rồi tiếp, chưa xong. Chuyển tới gì đấy ạ? Chuyển tới main activity. Như thế. Nó phải nhảy tới cái main activity. Được chưa? Rồi, bao nhiêu phần trăm làm? Rồi, case thứ 5. Đăng nhập đúng với quyền thủ thư.
À, ví dụ như tên là gì đó, đúng không? Đó, tên là, ví dụ như là Hương TT, tê, quyền là, mật khẩu là 123 chẳng hạn. Đó, cũng thông báo với anh này. Đó, với main thông báo login thành công chuyển tới main activity. Cái này các bạn có thể là hiển thị cái quyền, hiển thị cái quyền thủ thư, quyền quyền admin đấy, còn cái này là hiển thị quyền thủ thư. Trên màn hình á, trên cái màn hình nó có, đúng không? Đấy, kiểu như thế. Rồi, trách nhiệm cây 6 là các bạn kiểm tra xem cái giao diện có đúng với thiết kế hay không. Giao diện, đúng không ạ? Ok, đầu vào không có. Đấy, giao diện phải giống với thiết kế. Đó, kiểu như thế. Giao diện kiểm test giao diện cũng là một cái phần test chức năng. Ok không ạ? Một phần test chức năng. Ok chưa? Rồi, ok. Vậy cái này nè các bạn. Thì các bạn nhìn nè, người kiểm thử á sẽ nhìn vào các cái trường hợp này nè. Các cái case này nè. Để họ kiểm thử. Họ nhập cái này. À, nếu thông báo vào không tồn tại là ok. À, họ nhập cái này vào, nếu thông báo sai mật khẩu là ok. Đấy, kiểu như thế, họ nhập cái này và quên admin thì sẽ vào về admin. Cái này với giao diện thì nó sẽ có một cái mình sẽ có thiết kế giao diện phía trên rồi, đúng không ạ? Mình sẽ phải so sánh cái giao diện với cái thiết kế, nếu mà đúng thì là pass, còn không đúng là fail. À, vậy thì có bao nhiêu cái màn hình tương ứng các chức năng đó các bạn, thì các bạn sẽ làm bấy nhiêu cái test cây, tức là nhóm các test cây. Ở đây là với chức năng login các bạn thấy là có 1 2 6 cái test cây rồi. Đó. Thì chức năng login là tương đối đơn giản, còn những chức năng khác thì phức tạp hơn. Ví dụ như thêm user, đúng không? Thêm user, các bạn lấy tình huống đầu tiên là bắt lỗi. Cái này tương ứng với validation nhé. Thì các bạn có bắt lỗi, bắt lỗi ngày tháng, bắt lỗi, nói chung là các loại bắt lỗi, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là nếu nhập sai thì nó báo cái gì? Bắt lỗi sai nó báo cái gì? Rồi bắt lỗi có trùng hay không? Đấy, user thì có username như thế, thì bắt lỗi trùng username, rồi bắt lỗi gì ạ? Bắt lỗi giao diện, đúng không? Bắt lỗi giao diện, luôn luôn phải có cái bắt lỗi giao diện nhé các bạn. Tại vì mình thiết kế ra phải giống, mình làm phải giống cái thiết kế, đúng không ạ? Đầu tiên các bạn có validation form, đầu vào bắt lỗi ha, validation các cái trường luôn. Đó, trường hợp thứ hai là nhập đúng. Thì nó sao? Nhập đúng hết. Thì kết quả phải là gì ạ? Kết quả phải là thông báo nhập thành công, insert thành công. Và chuyển về cái danh sách. Danh sách. Khi đó thì danh sách sẽ được, danh sách sẽ cập nhật cái list á, danh sách sẽ cập nhật
Hiển thị thêm một record mới, một dòng mới. Đó, tức là các bạn thông báo thành công xong khi về danh sách thì danh sách phải refresh lại, đúng không? Phải refresh lại và hiển thị thêm một dòng mới. Hiển thị dòng mới. Đó, kiểu như thế. Nhập đúng để các bạn truyền dữ liệu gì vào, nhập đúng. Rồi, bắt lỗi gì ạ? Trùng username chẳng hạn. Giao diện nhiều lắm các bạn, giao diện. Cô liệt kê cho các bạn sương sương vậy thôi, sơ sơ vậy thôi. Chứ một cái chức năng này nó có ít nhất cũng phải 10 cái test case. Đấy, nó có cỡ khoảng 10 cái test case. Đó. Cứ như thế. Các bạn cứ thêm các test case vào. À, trong tất cả chức năng các bạn thêm vào. Thì cái đấy gọi là kiểm thử. Thì các bạn, cô nói luôn là các bạn nắm được các cái test case, biết được cách kiểm thử thì các bạn code cũng tốt hơn. Ok chưa ạ? Đấy, các bạn code cũng ok hơn nhá. Rồi, đó là cái phần test case ha, kiểm thử. Đấy, cái phần này nhìn vậy mà rất là quan trọng nha các bạn. Rồi, phần thứ hai là đóng gói và triển khai. Các bạn sẽ có một cái file APK, một cái hướng dẫn cài đặt, hướng dẫn cài đặt nhé. Còn một cái hướng dẫn sử dụng. Thực ra là hướng dẫn sử dụng thì các bạn có thể thay thế bằng một cái video hướng dẫn sử dụng. Hoặc là các bạn chụp hình các cái bước thì các bạn vào. Bước 1 là các bạn vào cái login. Bước 2 là các bạn nhập cái gì, sau nhập login nó vào cái gì, vào cái gì các bạn xử lý, sẽ thêm xem thử xóa. Đúng không ạ? Ok. Đó, và cái hướng dẫn cài đặt thì nó ở trong cái file readme này nè. Đấy, thì các bạn lấy cái này thôi, bước 1, bước 2, bước 3. Ok. Giống cái này các bạn copy vào cái file này thôi. Được chưa ạ? Rồi, cuối cùng là kết luận khó khăn và thuận lợi các bạn thôi. Trong cái làm các bạn gặp những khó khăn gì và khi 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 liệt kê khó khăn đừng nói là tại em lười nhá. Tại em không có thời gian nhá. Đấy, nhiều bạn bảo do không có thời gian. Rồi các bạn làm việc nhóm thì nói lý do là các bạn gì ạ? À, các bạn không gặp được nhau, đúng không? Các bạn vì khoảng cách xa, thực ra đó không phải là khó khăn. Cái đấy là ai cũng giống nhau à, đúng không ạ? Đấy, cái này không khó khăn. Đấy, thuận lợi thì các bạn gì? Các bạn được học ở trường gì đó, rồi các bạn ví dụ được giảng viên hướng dẫn tận tình, đã, ví dụ thế thôi. Rồi các bạn được bạn bè giúp đỡ, ví dụ bạn nào giúp mình, có bạn giúp mình để mình fix lỗi, vân vân. Đó, và đừng có nói là thuận lợi là bài dễ quá nha. Đó, ok. Rồi, thì đó là những cái mà các bạn cô hướng dẫn cái phần cuối, đúng không ạ? Phần 5, phần 6, phần 7. Ok.